mình á, làm sao mà xứng đáng kìa, mình lãnh được cái huy chương vàng đó đó, mình làm sao đặng cho nó xứng đáng được cái huy chương vàng đó. Như Bình Tinh nè, ông cố nghệ sĩ nè, người ta nhận được cái huy chương vàng ha, đáng lý ra ông cố nghệ sĩ người ta được nghệ sĩ nhân dân luôn rồi, nhưng mà người ta không làm đó, ông cố nghệ sĩ không làm, nhà nước công nhận thì người ta ấy. Còn nếu như nhà nước không công nhận thì người ta không có đi làm, mà người ta không có cần đi xin xét việc này việc kia đâu, không có xin đâu, hai bàn thờ đi năn nỉ đi xin người ta. Không biết cái huy chương vàng này không biết là có cái gì không nữa ha, hay là như là hoa hậu vậy đó, không biết huy chương vàng này không có như, không biết như có hoa hậu không đi ấy không nữa ha, hai bàn thờ đó. Hai bàn thờ nhận được cái huy chương vàng, hai bàn thờ làm sao cho xứng đáng như cái huy chương vàng, chứ đừng có để mà cái huy chương vàng đó người ta không coi ra gì, đừng có nên nói như vậy. Nếu như xứng đáng giữ thì giữ, không xứng đáng đi xin trả lại, tặng cho người khác, tặng trao cho người khác, chứ hai bàn thờ đừng có giữ cái huy chương vàng đó. Cái huy chương vàng đó người ta trao cho những cái người mà người ta như thế nào kìa ha, trao cái những người mà có ích cho xã hội, cho của như anh như thế nào ha, chứ đừng có trao mà cho cái một người nghệ sĩ không ra gì, ăn nói thì lộn ngôn ha, không có ra gì hết, đừng có làm vậy. Cái hai bàn thờ kia, nếu như hai bàn thờ mà có được làm tốt, mình xứng đáng được nhận được cái huy chương vàng thì mình ấy, còn nếu như không xứng đáng xách đi trả đi, đừng có giữ đó làm chi đó. Bây giờ con người mình không có xứng đáng hát hai bàn thờ kia, còn hai bàn thờ thấy có Hồng Loan chưa, nó chỉ lên MV có bao nhiêu tiếng đồng hồ đâu mà biết bao nhiêu ấy, tới bữa nay ha là lên đứng top thứ 11, 12 rồi đó, còn hơn ha, còn hơn mà nghệ sĩ ưu tú nữa ha. À, nghệ sĩ ưu tú hát biết bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi mà có bằng không, có bằng con Hồng Loan nó lên nó hát một cái MV trong vòng có bao nhiêu tiếng đồng hồ đó. Hai bàn thờ thấy hai bàn thờ thấy có mắc cỡ không vậy, hai bàn thờ hả? Chứ nhiều người ta thấy như vậy người ta mắc cỡ lắm đó, hai bàn thờ đó, người ta mắc cỡ giùm cho hai bàn thờ đó, chứ không phải là người ta mắc cỡ cho người ta. Nó như giờ bây giờ con Hồng Loan nó hát như vậy, hai bàn thờ thấy nó có hát nó có cố như hai bàn thờ không hả? Nó hát bình thường, nó hát tự do, nó hát nó như nó đi gạo chơi vậy đó. Đó mà khán giả cộng đồng mạng đồ rất là thương nó, trong nước và ngoài nước như nó đó, như đó, như là ca sĩ Quang Lê nè, ca sĩ Quách Tấn Du nè, rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước ha, đợi con Hồng Loan nó được cái gì, nó lãnh được cái gì đi, rồi người ta bảo lãnh nó đi ra nước ngoài nó hát, in cái poster cho nó là to đùng đó, lên cho nó như vậy đó. Ý chỉ có tích tắc thôi mà nó được như vậy, còn hai bàn thờ có được không, hai bàn thờ hả? Hai bàn thờ kia, hai bàn thờ có nhục không hả? Chứ có đâu mà hai bàn thờ muốn đi qua bên nước ngoài hát thì hai bàn thờ phải còn làm cái này cái kia cái nọ, đi xin này kia nọ, đợi người này người kia bên nước ngoài ốc xô đồ này kia, còn con Hồng Loan không có, tự khán giả tự cộng đồng mạng cái gì tất cả tự hết làm cho con Hồng Loan hết hả, hãnh diện không hả? Hai bàn thờ còn ấy nữa không, hai bàn thờ với là vợ hai bàn thờ với con dê đó, dê con Hồng Loan đó, chân đi bắn cá đồ này kia đó hả, rồi
thờ thấy có ấy không, hai bàn thờ thấy có mắc cỡ không đó, dân ta bán cá đó, dân bán cá mà tự được như vậy đó đó, hai bàn thờ thấy làm sao á, có mắc cỡ không, hai bàn thờ đó, dân bán cá đó ha, dân bán cá mà người ta được như vậy đó. Nếu như mà người ta phải không phải dân bán cá mà xưng tên là như được như con của cố nghệ sĩ mà đi hát từ từ nhỏ hen tới bây giờ là không biết như thế nào luôn đó, hai bàn thờ thấy nhục chưa, hai bàn thờ kia có ganh tị không, nếu như mà có ganh tị thì cô không làm được gì nó, không được làm gì có Hồng Loan ha, hai bàn thờ bây giờ hai bàn thờ thấy như thế nào đó, nhờ hai bàn thờ lo cho em đó ha, nhờ hai bàn thờ đó lo đó, lo đó ha, nhờ hai bàn thờ mà lo mà cho cô Hồng Loan mới được như vậy đó. Rồi nghe nói một tiếng anh hai lo cho em, giờ anh hai bảo bọc em, nghe mấy cái câu nghe thiệt xúc động luôn, nhưng mà xong đó rồi nuốt luôn mấy cái câu tục hay ho đồ này kia hết luôn. Nó như vậy là sao, hai bàn thờ thấy làm sao hả, có mắc cỡ không ha. Bây giờ á tôi nói cho hai bàn thờ tới đây thôi ha, cái này ngắn ngắn vậy thôi, nói khịa khịa hai bàn thờ chơi vậy thôi. Nếu như mà hai bàn thờ có lòng tự trọng thì xách cái huy chương vàng đó em trả cho người ta đi, trả lại cho nhà nước đi, đừng có mà để mà ấy như vậy. Thấy cái huy chương vàng đó mình thấy mình hối hận lắm, đừng ai không có hãnh diện đâu, lãnh được cái huy chương vàng đó đó ăn không ngon ngủ không yên đâu. Cộng đồng mạng tối ngày người ta lên người ta nói cái huy chương vàng này huy chương vàng nọ là mình cũng đủ mệt rồi đó. Nếu như miễn mình có biết mắc cỡ hay là biết nhục á ha, thì mình xách cái huy chương vàng đó mình trả lại cho hội đồng đi đó, mấy cái người mà bên mà người ta xét việc á đó, thì người ta trả lại cho người ta đi, đặng người ta trao cho những người có mà ấy hơn, có trao lại cho những cái người mà có xứng đáng hơn, chứ còn tôi thấy hai bàn thờ là không có xứng đáng rồi. Chỉ có nói bảo lãnh ý, mà chăm sóc em mình, lo lắng cho em mình, mà nói mà còn không làm được, huống chi mà đưa giờ mà làm được cái tròn cái bổn phận là một người nghệ sĩ, một người ưu tú, cái này không có xứng đáng là ưu tú rồi đó. Mình đi hai ca hát mấy chục năm mà không bằng một cái gốc em của mình, mà còn chê em mình là con nuôi, con dân đi bắn chợ cá đồ này kia, đi bắn cá đồ này kia, nhưng mà người ta như vậy. Đó. Còn hai bàn thờ đi ca đi hát mấy chục năm mà có được như vậy không hả, hai bàn thờ kia đó, bày đặt lên đi lãnh huy chương vàng đồ này kia nữa. Tôi nói rồi á, có lòng tự trọng à, làm ơn đi xách cái huy chương vàng đi trả lại cho bên ấy đi.